còn nhớ trong video đăng nét thì mình có hay nhắc tới cái hành động là hãy thường xuyên chuốc nhậu chi để cho cái nét đan của mình được thanh mảnh và rõ nét hơn, phải không nào? Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về cách chuốc chi cho các bạn mới học khỏi đi bỡ ngỡ. Và còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nào. Các bạn ơi, ngoài kia trời mưa quá cho nên mình phải vào nơi này để trú mưa. Tiện thể là mình sẽ ngồi đây chút luôn. Đầu tiên là lấy con dao ra trước nè. Bạn phải luôn cẩn thận với con dao, loại dao này rất là bén đó nha. Đầu tiên là chúng ta phải chuốt xương xương phần lớp sơn bên ngoài trước. Lúc này các bạn đặt con dao với một góc chết lên nhẹ tầm 5 độ so với độ ngang của cây chì. Bắt đầu định hình vị trí cắt tính từ phần đầu của cây chì là khoảng 3cm. Bạn nhớ xoay chì liên tục để cho vết cắt được đều. Và đặc biệt là bạn nhấn thật nhẹ tay thôi, vì dao mới rất là bén. Nếu mạnh tay quá là bạn sẽ chuốt bay một mảng gỗ thật to đó. Qua một thời gian sử dụng thì phần lưỡi dao sẽ bị rỉ sét đi. Bạn phải thay mới nó bằng cách là thay phần lưỡi hoặc mua luôn con dao mới nếu bạn lười. He he. Công đoạn thứ hai, sau khi định hình được khoảng cách cắt thì bây giờ bạn phải thật tập trung để chuốt kỹ và tạo hình phần gỗ. Các bạn có để ý là sau cái lớp cắt xương xương thì ở phần đoạn đầu cây chì có cái vị trí lồi lên do mình chưa cắt tới không? Lúc này mình ưu tiên cắt nó trước để giọng đường cho lớp cắt sau. Lớp cắt sau mình lại bắt đầu từ phía trong, cứ thế từ từ đẩy ra ngoài. Con dao được đặt với góc độ cao hơn so với ban đầu, cả lực nhấn dao cũng mạnh hơn trước, nên kết quả là bạn thấy được độ xiên của phần gỗ đã được chuốt. Và để cho cái phần gỗ đó được cắt đều thì không tránh việc bạn phải xoay đều chì liên tục trong lúc cắt thôi. Lưu ý, phần gỗ phía trước rất là mỏng nên khi đưa con dao ra tới trước, bạn nhớ thả lỏng tay ra dần để không bị cắt phạm vào phần ruột nha. Mỗi hãng chì có một cái chất lượng gỗ riêng, gặp chì chất lượng tốt thì không có sao, nếu là chì hơi dở thì bạn phải chút cẩn thận là được. Đôi lúc tuy bạn mua hãng tốt nhưng lâu lâu cũng vẫn mua phải cây chì bị lỗi. Thôi thế thì đành chi buồn vậy. Nhưng mà nếu bạn luyện được skill chút chì bất chấp thì những cái lỗi đó chỉ là chuyện nhỏ thôi ha. Công đoạn cuối cùng, công đoạn tỉa nhọn ruột chì. Đây là đoạn cực kỳ quan trọng, vì nếu mình tỉa không nhọn, không dài thì làm sao mà dùng được. Các bạn lưu ý nhé, phần ruột chì vốn dĩ rất là mềm, chì nào càng đặc thì càng mềm, nên khi chuốt, nếu lỡ tay hơi mạnh một chút là sẽ dễ bị gãy đầu chì. Khi chuốt phần ruột, bạn nên thật nhẹ tay, đặt dao nghiêng nhiều hơn và chuốt chậm lại. Đừng quên một động tác không thể bỏ là xoay chì liên tục nha. Phần ruột bạn chuốt sao cho thon nhọn dần về phần đầu và có độ dài tầm 1,5cm là được. Mình nói sơ qua về thông tin ngoài lề chút nhé. Đối với các bạn mới học thì nên mua chì cao hắc, vì ngoài có độ đậm vừa phải thì phần gỗ cũng có độ mềm và rất là dễ chuốt. Khoan mua những cây chì như là Stiller hay là Collin nha.
chút chì nào khác hay hơn thì các bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo cho những cái video tiếp theo nha. Bye bye.